Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính trong buổi trưa ngày hôm nay mùng 8 tháng 12. Trong bản tin này xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức sau đây. Tuyển Việt Nam sắp đối đầu với ngôi sao Hà Lan từng vô địch châu Âu. AFF Cup 2021 đổi lịch, Thái Lan méo mặt, Việt Nam hưởng lợi. Kia Tây Sắc ấp ủ kế hoạch Thái Lan hóa đội hình của anh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tuyển Việt Nam sắp đối đầu ngôi sao Hà Lan từng vô địch châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển quốc gia Indonesia hiện đang chờ tiền vệ ngôi sao Sandy Wass hoàn tất thủ tục nhập tịch để triệu tập vào đội hình thi đấu tại vòng loại World Cup. Theo thông tin mới được đăng tải trên truyền thông Indonesia thì Liên đoàn bóng đá nước này đang hỗ trợ để hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền vệ mang hai dòng máu là Indonesia và Hà Lan, đó là Sandy Wass. Indonesia hy vọng cầu thủ này sẽ có thể đóng góp trong đội hình của họ thi đấu tại các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 và ra nữa là AFF Cup vào cuối năm. Cầu thủ Sandy Wass sinh năm 1995 có chiều cao khá lý tưởng là 1m85, từng thi đấu nhiều trận trong màu áo các đội trẻ U15 cho đến U20 Hà Lan. Đặc biệt là cách đây 8 năm thì anh từng cùng đội U17 Hà Lan lên ngôi vô địch giải U17 châu Âu năm 2012 sau khi đánh bại đối thủ rất mạnh là U17 Đức trên loạt luân lưu ở trận chung kết. Sandy Wass thường thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Điểm mạnh của anh là khả năng tranh chấp, thể hình thể lực tốt và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Ở cấp câu lạc bộ, anh từng thi đấu cho các đội Genk và KV Mechelen của Bỉ. Mới đây, chính Sandy Wass cũng khẳng định rằng trong năm 2021, sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì anh sẽ trở về Đông Nam Á, khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia. Được biết, thủ tục nhập tịch cho Sandy đã sắp xong xuôi và cầu thủ này chỉ còn chờ sự chấp thuận từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Chỉ cần FIFA đồng ý thì Sandy sẽ có thể chính thức khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo, bắt đầu thi đấu tại vòng loại World Cup. Ở vòng loại World Cup, tuyển Indonesia đã chính thức hết cơ hội đi tiếp do để thua tất cả 5 trận, đứng cuối bảng với 0 điểm. Tuy nhiên, ông Shin Tae-yong vẫn muốn Sandy Wass thi đấu ở đấu trường này để làm quen với đội tuyển cũng như chơi bóng tại môi trường mới. Chắc chắn là Sandy Wass sẽ là phương án dài hạn trong tay ông thầy người Hàn Quốc và một trong những kế hoạch được tuyển Indonesia nhắm tới đó chính là AFF Cup vào cuối năm sau. Trong trường hợp khoác áo tuyển Indonesia thì rất có thể là Sandy Wass sẽ có dịp đối đầu với tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn với ông Shin Tae-yong, sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt bóng đá Indonesia, ông đang thúc đẩy chiến lược mời gọi nhiều cầu thủ có gốc của nước này mà thi đấu tại châu Âu. Ngoài đội tuyển quốc gia thì nhà cầm quân Hàn Quốc đang nhắm tới một vài cầu thủ lứa U19 chơi ở Hà Lan và Bồ Đào Nha nhằm bổ sung cho U19 Indonesia để chuẩn bị cho giải U20 World Cup vào năm 2021 trên sân nhà. AFF Cup 2021 rời lịch, Việt Nam thở phào, Thái Lan méo mặt. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Thái Lan đang có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng nhân sự tại AFF Cup 2021. Theo quyết định của hội đồng AFF thì AFF Cup 2021 sẽ được rời lịch xuống tổ chức vào tháng 12 năm 2021. Như vậy là thời điểm diễn ra giải đấu sẽ gần như tương tự với những năm trước đó và điều này khiến cho đội tuyển Thái Lan phải đối mặt với bài toán đầy khó khăn về mặt lực lượng. Hiện tại thì một số trụ cột của đội tuyển quốc gia nước này vẫn đang khoác áo các câu lạc bộ tại J-League như Chanathip, Kawin, Langda và Bunmathan. Mùa giải 2021 J-League khó khởi tranh sớm do mùa 2020 phải đến cuối tháng 12 mới kết thúc. Ngoài ra thì Olympic Tokyo cùng với việc một số đội tham dự tăng lên là 20 đội sẽ khiến cho lịch thi đấu bị kéo dài. Nhiều khả năng J-League 2021 sẽ chỉ khép lại vào cuối tháng 12 năm 2021. Do AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA nên các câu lạc bộ ở J-League không cần phải nhà quân về cho đội tuyển Thái Lan. Điều này đã đẩy voi chiến trước nguy cơ là thiếu vắng 4 cầu thủ quan trọng ở cả 3 tuyến. Tình trạng tương tự từng xảy ra tại AFF Cup 2018. Huấn luyện viên Roger Vak khi đó không có trong tay đội hình mạnh nhất và cuối cùng Thái Lan đã phải dừng chân tại vòng bán kết, bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch. Trái ngược với tuyển Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể hưởng lợi phần nào nhờ việc rời lịch thi đấu. Những cầu thủ đang gặp chấn thương như Đình Trọng, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu sẽ có thêm thời gian để hoàn toàn bình phục. Cả ba đều đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2018 và sự trở lại của họ là một tin không thể tốt hơn cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, AFF Cup 2021 cũng không trùng với lịch thi đấu của AFC Champions League và AFC Cup. Chính vì thế mà các câu lạc bộ Việt Nam dự giải châu Á như Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn sẽ không bị rơi vào thế khó khi phải lựa chọn giữa đá giải hay nhà người cho đội tuyển quốc gia. Báo Thái Lan e ngại Văn Quyết của tuyển Việt Nam. Thưa quý vị các bạn, truyền thông Thái Lan đánh giá rất cao sự trở lại của Văn Quyết trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Anh hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ lực tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 12 thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta chính thức bước vào đội hội quân đầu tiên sau thời gian dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong danh sách 37 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố, đáng chú ý nhất phải nhắc đến sự trở lại của Văn Quyết. Tờ Wan phiên bản tiếng Thái đánh giá rất cao tiền đạo sinh năm 1991 và nhận định rằng anh sẽ là cầu thủ chủ chốt của tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã bước vào đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, dù giải đấu còn tận 3 tháng nữa mới diễn ra. Ông Park Hang-seo cùng các cầu thủ của mình đã tập trung vào ngày Chủ nhật. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi đầy đủ những gương mặt sáng giá nhất, bao gồm hai cầu thủ chủ chốt là Văn Quyết và Nguyễn Quang Hải. Ông Park muốn tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất khi giải đấu trở lại vào tháng 3 năm 2021, đặc biệt là trận cầu vừa gặp đội tuyển Malaysia. Đó là những gì mà tờ Wan phiên bản tiếng Thái cho biết. Thưa quý vị các bạn, đích thân nhà cầm quân 61 tuổi cũng đã từng chia sẻ về trường hợp của Văn Quyết và ông cho rằng đã theo dõi cầu thủ này trong suốt thời gian qua. Phong độ xuất sắc của anh trong màu áo Hà Nội FC đã giúp cho Văn Quyết trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Kể từ lần gần đây nhất anh được triệu tập đó là tại AFF Cup 2018. Văn Quyết cũng là người nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại V-League 2020. Ngoài ra thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam một cựu binh khác, đó là thủ thành Bùi Tấn Trường. Kia Tisak ấp ủ kế hoạch Thái Lan hóa đội hình Hoàng Anh Gia Lai. Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Kia Tisak nói về những kế hoạch đang chuẩn bị để dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có việc đưa cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam. Tờ Daily News của Thái Lan mới đây đã cho đăng tải bài phỏng vấn với tân huấn luyện viên trưởng Kia Tisak của Hoàng Anh Gia Lai. Do dịch Covid-19 nên Kia Tisak chưa thể ngay lập tức đến Việt Nam. Khi được hỏi về việc có đưa cầu thủ Thái Lan sang Hoàng Anh Gia Lai hay không, Kia Tisak tiết lộ: "Tôi đang suy nghĩ, nhưng việc có đưa cầu thủ Thái Lan sang Việt Nam hay không còn phải từ từ, có thể chỉ một hoặc hai cầu thủ chứ không nhiều đâu. Hơn nữa thì tôi phải xem một số cầu thủ Thái Lan thi đấu như thế nào, có phù hợp với Hoàng Anh Gia Lai hay không, và điều quan trọng là hỏi ý kiến chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trước khi đưa ra quyết định cuối cùng." Mới đây, Zico Thái đã chia sẻ những hình ảnh về buổi họp trực tuyến với ban lãnh đạo và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Kia Tisak. "Lãnh đạo đội muốn tôi làm việc càng nhanh càng tốt, vì vậy tôi đã có cuộc họp trực tuyến với các trợ lý để bàn về nhân sự. Ban đầu, đội sẽ sử dụng những cầu thủ hiện có, nhưng chủ tịch Đoàn Nguyên Đức sẽ mang về một vài cầu thủ nội trong thời gian tới." Hiện Hoàng Anh Gia Lai đã trở lại tập luyện. Ngoài các cầu thủ lên tuyển tập trung thì số còn lại là những cầu thủ nội binh. Các ngoại binh đều đã chia tay đội bóng như Watts hay Kelly, đều tìm được bến đỗ mới. Mimovic chưa có thông báo chính thức nhưng Bồ Đức tiết lộ là sẽ thanh lý cả 3 ngoại binh. Trong chuyến bay từ Thái Lan sang Việt Nam ngày 17 tháng 12 tới, khả năng cao là Kia Tisak sẽ mang thêm một trợ lý người Thái và một số cầu thủ ngoại binh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.